Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện thay mặt cô Đông và cô Hoài Thương, hôm nay Thiện có mua bánh mì với lại trà sữa để tặng cho mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo ở trường Danh Thợi với lại lớp 1. Ngày mai thì mình tặng cho lớp 2, do một ngày luôn thì chuẩn bị không có kịp. Rồi hôm nay chú Thiện tặng cho tụi con mỗi đứa ăn ly trà sữa với bánh mì ha. Nhà cô phát dùm cho mấy đứa nhỏ. Tụi con làm một ổ bánh mì với ly trà sữa ha. Hả? Tụi con về tụi con có ăn nước đá thì để nước đá vô nghe. Dạ. Đường xa quá chú Thiện không có để sợ nó chảy ra hết, nó không ngon. Ở nhà cô giáo phát cho tụi con. Rồi cô phát bánh mì đi để qua bạn lấy trà sữa thôi. Trà sữa để bạn. Để chú qua bạn lấy trà sữa. Rồi tụi con bánh mì dưới đây rồi chú Thiện lấy trà sữa qua tao phát thêm. Không ăn hả? Rồi mát. Ai chưa có trà sữa bao nhiêu? Còn mấy ly nữa con? 2, 4, 6, 7 hả? 8. Rồi ai chưa có trà sữa lên đây lấy nè con. Rồi. Ai chưa có ông hút? Rồi có. Có ông hút luôn nha. Rồi ngồi tại chỗ đây con. Nè lấy một cái đi. Một cái thôi, đứa một cái. Lấy một cái con. Lấy một cái. Nè lấy một cái. Lấy đi túi to đó, túi to trà sữa lại. Lấy đi. Túi to trà sữa. Trời ơi, sợ gì ta dữ gì trời. Rồi bữa nay vui ha.
Rồi tụi con ăn đây rồi học tiếp ha. Chú Thiện qua bên kia tặng cho lớp 1. Bye bye. Rồi bây giờ chú Thiện tặng bánh mì với trà sữa tụi con nha. Rồi bây giờ mời mấy bạn mình lên bên đây đi nhận đi. Không, bên đây trước, bên đây trước. Rồi. Rồi con lên. Ngồi tại chỗ đây chú Thiện, mời lên từ từ. Lên con. Tụi con ngày mai đi chú Thiện tặng cho. Bữa nay làm kẹo coi. Rồi tụi con ai chưa có lên đi. Ngày mai tụi con cũng có nha. Ngồi tại chỗ đi, còn tặng trà sữa nữa, ngồi tại chỗ đi. Còn ai chưa có? Còn ai chưa có bánh mì? Rồi. Đợi một chút nghe chú Thiện phát bánh mì chứ rồi phát trà sữa sao nha con. Này hai ổ này chia hai đứa giùm. Rồi tụi con nhận trà sữa đi. Từ từ đổ nè. Nè con lớn nè. Con nè. Cái gì? Hết hả? Rồi. Con nó đủ phải không? Đủ ha. Rồi, ngồi mỗi đứa lấy cây muỗng với cây ống hút thôi. Xong rồi con. Rồi. Rồi em ơi, hẹn gặp lại lớp 2 nha. Ngày hôm nay Thiện thay mặt cô Hoài Thương và cô Đông gửi tặng bánh mì với trà sữa cho mấy đứa nhỏ. Ngồi tại chỗ ha, chú Thiện tặng bánh mì tụi con nha. Nè. Rồi. Truyền cho bạn luôn con. Không hỏi ha. Rồi truyền cho bạn luôn con. Bánh mì cá chả con. Nè, hai bạn. Rồi truyền cho bạn luôn con. Nè, truyền cho bạn một ổ nữa. Thấy sao? Rồi hai bạn. Truyền cho bạn.
Rồi truyền cho bạn luôn. Ê, rụt. Này con. Đây là trà sữa nè, Thiện mua trà sữa với bánh mì cho mấy đứa nhỏ. Rồi nè con. Rồi tụi con lên nhận đi, lấy trà sữa đi. Đây. Đây của con nè, nè cho con ly nè, một ly thôi. Thôi chú Thiện về nha. Bye bye nè. À, hôm nay Thiện thay mặt cô Hoài Thương và cô Đông gửi tặng trà sữa và bánh mì cho các em. Mấy đứa nhỏ nó mừng lắm bữa nay.